Tất cả các hòn đảo đều có thể dễ dàng được tìm thấy bằng tọa độ, nhưng một số hòn đảo tại Peru sau đây thì không. Những hòn đảo trôi nổi này chiếm một góc hồ Titicaca, hồ cao nhất thế giới có thể đi thuyền được. Điều thú vị về các đảo Uros đó là chúng do con người tạo nên. Chúng được xây dựng bằng cách trồng rễ và thân cây lau sậy lên nhau, lau sậy chống nước và cũng có thể được sử dụng làm thuyền, mái nhà, đệm và vân vân. Ngoài ra, người ta cũng có thể ăn những hòn đảo này. Bạn đã nghe đúng rồi đấy. Loại lau sậy tạo ra các hòn đảo này có thể ăn được và hoa của nó có thể được dùng làm trà. Tuy nhiên, điểm yếu của nó đó là cứ mỗi 15 đến 20 ngày, những thân sậy tạo thành đảo sẽ bị thối rữa, vì vậy chúng cần được thay thế bằng những cái cây mới. Vì được con người tạo ra nên chúng giống thuyền hơn là đảo. Ngoài ra, sóng trong hồ Titicaca cũng đánh khá mạnh nên người dân địa phương phải tìm cách để ngăn các hòn đảo liên tục trôi đi. Để làm vậy, họ đã đặt các thanh gỗ của cây khuynh diệp xuống đáy hồ. Những thanh gỗ này giống như các mỏ neo vậy. Dù các hòn đảo khá nhỏ bé, nhưng vùng lãnh thổ này sử dụng đến hai ngôn ngữ, tiếng Quechua và tiếng Aymaran. Ngoài ra, người dân ở đây hầu như tự cung tự cấp. Họ có thể tự dệt vải và dùng nó để tạo ra những bộ trang phục tuyệt đẹp đó, chứ không cần sử dụng bộ quần áo sản xuất hàng loạt. Ngày nay, các đảo Uros đã khá hiện đại. Nơi đây có các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho đèn và thậm chí là cả TV. Đảo chính có một đài phát thanh và điều tuyệt vời nhất đó là dân địa phương còn cho khách du lịch thuê nhà nghỉ. Đúng vậy, bạn có thể đặt phòng online đấy. Từ thời cổ đại, con người đã luôn tìm kiếm bí mật của sự trường thọ. Hóa ra rất nhiều những bách niên giai lão tập hợp tại một địa điểm nọ. Cư dân của nơi này đã được ghi danh vào sách kỷ lục vì tuổi thọ tuyệt vời của mình. Hãy cùng đến với Okinawa. Bạn không cần visa và vé máy bay, ngoài ra bạn cũng không bị jet lag đâu. Okinawa có biệt danh là Hawaii của Nhật Bản. Nhưng chúng ta cần phân biệt hai khái niệm. Tỉnh Okinawa bao gồm hơn 160 đảo và hòn đảo chính ở đây cũng được gọi là Okinawa. Mà này, nếu muốn đến đây hoặc các hòn đảo láng giềng thì bạn cần đi phà. Với những người không thích mùa đông thì Okinawa là một điểm đến hoàn hảo. Ngay cả trong những tháng lạnh thì nhiệt độ ở đây cũng chỉ ở mức 20 độ C. Và nước biển cũng vô cùng hấp dẫn. Ngoài điều kiện thời tiết hoàn hảo, thì người dân nơi đây cũng có một chế độ ăn uống hoàn hảo. Nơi này là một vùng có nền ẩm thực đa dạng, văn hóa Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn ở đây. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các món hoa trên bất kỳ menu nào. Nếu thích mì thì bạn có thể thưởng thức soba. Cơm taco cũng phổ biến. Và dân địa phương có một loại tảo biển đặc biệt, đó là rong nho. Người ta nói rằng chế độ ăn uống nhiều đậu phụ, khoai mì và rong biển khiến họ sống lâu hơn bình thường. Hẳn những điều này là đã đủ để khiến bạn muốn ghé thăm nơi tuyệt vời ấy. Nhưng sau đây là một vài sự thật thú vị khác về Okinawa. Đầu tiên đó là hoa anh đào ở đây nở sớm nhất. Bạn có thể quan sát những cánh hoa đầu tiên vào giữa tháng 1. Và đây cũng là nơi tạo ra môn võ karate. Tạm biệt Okinawa, chúng ta tiếp tục hành trình với điểm đến tiếp theo nào. Đây là một sân bóng đá. Cắt nó làm hai nửa nào. Hãy quan sát một nửa sân. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng có 100 người đang sống ở mảnh sân này nhé. Người ta nói rằng Hồng Kông là nơi đông đúc nhất trên hành tinh của chúng ta, nhưng đảo Mingingo dường như cũng không kém phần náo nhiệt. Có nhiều thông tin khác nhau về điều này. Một số cho hay nơi đây sở hữu 131 cư dân, trong khi vài nguồn khác lại cho rằng có tới khoảng 500 người. Chúng ta cùng xem xét con số ít gây sốc hơn nhé. 131 dân sống trên vỏn vẹn 2.000m2 vẫn thật khó tin. Nhưng số lượng dân cư không phải là điều lạ lùng duy nhất của hòn đảo này. Vị trí của nó cũng khá thú vị. Khác với phần lớn các hòn đảo bình thường, đảo này nằm trên hồ Victoria, ngay giữa Kenya và Uganda, chứ không phải trên biển hay đại dương. Dù diện tích nơi đây nhỏ, nhưng nó vẫn có khá nhiều tòa nhà và tất cả đều có mái lợp kim loại. Nếu nhìn từ trên cao xuống, bạn sẽ tưởng đây là một con rùa kim loại khổng lồ đang trôi trên mặt nước. Nơi đây gần như không có loài thực vật nào, phần lớn hòn đảo đều là sỏi đá. Tuy nhiên, đảo cũng có một thảm cỏ xanh với vài bụi cây nho nhỏ. Nơi đây hoàn toàn dựa vào nghề đánh cá. Phần lớn những người đàn ông đều đi câu mỗi ngày, trong khi phụ nữ treo cá lên dây phơi để dành hoặc bán. Hầu hết người sống trên đảo Mingingo đều kiếm sống bằng cách bắt cá tại các thủy vực lớn quanh đây. Nơi đây có rất nhiều cá chẽm tươi sống. Đúng vậy, họ có công việc nhưng không có bệnh viện, trường học và các cơ quan công cộng khác.
Nhưng điều ngạc nhiên đó là có một khách sạn 12 phòng được làm bằng tôn sóng. Ngoài ra, hòn đảo còn có một tiệm làm tóc để thắt ray cực chất. Nơi đây sử dụng tiền, vì vậy nó cũng thu hút nhiều loại hình kinh doanh. Người ta còn có hai cửa hàng may mặc với nhiều loại vải khác nhau. Hầu hết các tòa nhà đều được làm bằng thép, đặc biệt là trên con phố chính. Cũng có một số cái lều tạm trong những hẻm nhỏ. Phần lớn những căn nhà đều thuộc về Joseph, ông cho người ta thuê chúng. Ông cũng sở hữu một số quán bar. Chỉ có một ngôi nhà được làm bằng gạch trên đảo, đó là nhà chứa động cơ thuyền. Và nó thuộc về Leonard Obala. Ông ấy sở hữu hầu hết những cái thuyền đánh cá trên đảo. Nếu có nói chuyện với Lenny thì hãy nhắc tới tôi để thuê được một con thuyền ổn áp nhé. Đảo Mingingo có thể là một trong những đảo có mật độ dân cư cao nhất, nhưng đó không phải là hòn đảo nhỏ nhất hành tinh. Hòn đảo Bishop Rock thuộc về quần đảo Scilly. Nó nằm cách Cornwall 45 km và chẳng có một ngọn cỏ nào cho cừu ăn, nhưng đảo này chứa được vài người đấy. Gần 2 thế kỷ trước, vào năm 1847, người ta quyết định xây dựng một ngọn hải đăng cao 51m ở đó. Quá trình xây dựng khá phức tạp và công nhân hầu như không tìm được chỗ để đứng. Việc xây dựng kéo dài gần một thập kỷ. Ngọn hải đăng đầu tiên được làm bằng thép và chưa từng được thắp sáng vì bị cuốn trôi vào năm 1850. Ngọn thứ hai thì thành công hơn, với cấu trúc được làm bằng đá. Nó có 10 tầng, bao gồm một bồn chứa cung cấp nước sạch cho người ở, phòng ra vào với cửa sắt, phòng để đồ với một cửa sổ, phòng dầu thứ nhất, nó là không thể thiếu để giữ cho ngọn đèn paraffin luôn sáng, phòng dầu thứ hai, phòng này có một cửa sổ, phòng khách với một cửa sổ, phòng ngủ với một cửa sổ, thêm một phòng chứa đồ nữa, phòng dịch vụ, và cái đèn. Ngọn hải đăng nào cũng cần một người trông coi, vì vậy người ta bắt đầu sống ở đây từ năm 1858 và ngọn đèn paraffin lần đầu tiên được thắp lên vào ngày 1 tháng 9. Điều đó có nghĩa là Bishop Rock không còn là nơi không người ở. Đây không phải là lần đầu tiên nơi đây có những người cư trú, những cá nhân đầu tiên xuất hiện ở đó vào thế kỷ 13. Nó là một kiểu hình phạt dành cho những tội phạm có mức độ nghiêm trọng và như thế nó đã trở thành hòn đảo nhỏ nhất của Vương quốc Anh. Nó vẫn giữ kỷ lục Guinness với danh hiệu hòn đảo nhỏ nhất thế giới có nhà trên đó. Ngày nay, hòn đảo không còn có người vì hải đăng đã được tự động hóa từ năm 1992. Chúng ta đã có một hòn đảo Trường Thọ, một trong những hòn đảo với mật độ cư dân cao nhất trên thế giới, hòn đảo nhỏ nhất và những hòn đảo liên tục di chuyển. Nhưng đâu là hòn đảo đáng yêu nhất? Tôi chắc chắn chỉ những người bị dị ứng mèo mới ghét nơi đây. Hòn đảo này chỉ có khoảng 55 cư dân và hơn 100 con mèo. Họ nói rằng những con mèo ú nu này rất dễ thương và chúng đã quen với việc sống xung quanh con người. Vì vậy, ngay khi đặt chân lên đảo Tashirojima, bạn sẽ được tiếp đón bằng một màn cọ đầu vào chân. Hòn đảo này còn có một đền thờ mèo nữa đấy, và điều đó khá là hiếm.